Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án xử phạt 38 năm tù cho các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Hồ Thùy Thảo Nguyên. Đối tượng cầm đầu, trú tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, chịu mức án cao nhất là 15 năm tù. Theo cáo trạng, lợi dụng là nhân viên tín dụng ngân hàng Á Châu ACB, phòng giao dịch Đà Lạt. Từ năm 2018, Hồ Thùy Thảo Nguyên nói với bà Trương Thị Thu Thủy ở Đà Lạt vay 1,9 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, sau đó không trả và chiếm đoạt. Tiếp đó cũng trong năm 2018, bằng thủ đoạn như trên, Hồ Thụy Thảo Nguyên cấu kết với 3 đồng phạm gồm Nguyễn Thị Ái Nhi trú tại xã Lộc An huyện Bảo Lâm, Nguyễn Nguyên Vũ trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt, vay của bà Nguyễn Thị Hương ở Đà Lạt số tiền 2,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đồng thời, đầu năm 2019, Hồ Thụy Thảo Nguyên nhờ Nguyễn Quốc Trung, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa, đóng giả làm chồng của mình, đến vay của bà Cao Thị Kim Phượng tại Đà Lạt 300 triệu đồng, nhưng sau đó cũng chiếm đoạt. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh tại phiên tòa đã phân tích đánh giá cụ thể toàn bộ vụ án, đồng thời cho rằng hành vi lừa đảo của các bị cáo là nghiêm trọng, vay tiền của nhiều người nhưng không trả. Vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Hồ Thủy Thảo Nguyên 15 năm tù, Nguyễn Thị Ái Nhi 13 năm tù, Nguyễn Nguyên Vũ 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Quốc Trung 3 năm tù cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, tòa án yêu cầu số tiền các bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt phải trả lại cho các bị hại theo thỏa thuận.